Rồi. Thế thứ tự cao điểm nhất nha. Không biết là thấp điểm từ cao đến xuống thấp nha mấy mẹ. Mấy giờ mình đừng chấm ba nó được, không biết chấm sao luôn á, dở thì cái nào ngon thì theo thứ tự thôi, cái nào ngon nhất để phía trước, cái nào dở để phía sau rồi xong rồi. Theo thứ tự thôi, ngon nhất ngon rồi tới xong tới cái này là cái là 7 điểm, cái này 6 điểm, cái này 5 điểm, cái này cho 4 điểm rưỡi thôi, 3 điểm thôi, 3 điểm thôi, cái này là 2 điểm rưỡi đi, cái đó là không biết chấm sao luôn, nó quá dở đi đối với tôi thôi nha. Ngọt quá, lý do tôi là người miền Trung mà tôi thích ăn mặn, tôi không thích ăn ngọt. Vậy thôi, do mình, cái khẩu vị của mình nó không phù hợp. Nó vậy nghĩ nghề có buồn tôi nha, tôi xin lỗi nha.